Xin chào các bạn. Hôm nay cô sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn về chủ đề 20 tháng 11. Clip trước cô đã hướng dẫn cái bài Happy Teacher Day này cho các bạn rồi. Hôm nay cô sẽ tiếp tục vẽ một bức tranh về chủ đề 20 tháng 11, cô giáo và một bạn học sinh. Thì 20 tháng 11 chính là ngày Nhà giáo Việt Nam. Cái tên đầy đủ thì là Ngày lễ Hiến chương Nhà giáo Việt Nam. Đây là một trong những ngày kỷ niệm quan trọng được tổ chức vào ngày 20 tháng 11 hàng năm để tri ân các thầy cô và những người hoạt động trong ngành giáo dục. Nên cô sẽ hướng dẫn tiếp tục các bạn vào tiết hôm nay, đó là ngày chủ đề 20 tháng 11. Các bạn chuẩn bị cho cô một số dụng cụ như là giấy A4, bút chì, gom, màu. Ở đây cô sử dụng màu sáp, màu lông dầu nha các bạn. Đây là bức tranh mình bắt đầu làm hôm nay.